Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình quay cho các bạn xem nhà mình có một con cua lưỡi nhãn nữa. Đây, bên đây là mắt đen thui, này là con cua khách phân hồng của mình. Bên đây là nó mắt đen thui. Nửa này nửa kia. Sung quá, giờ tại bữa nay bắt sức chân á, chứ mình đi đâu về là nó gái. Hôm nay ra đây thấy lạ quá, nghe nhiều tiếng gái đó. Lúc trước mẹ nó là lưỡng nhãn, nó ra được hai con. Một con lúc trước mình bán về cho đâu Khánh Hòa, Nha Trang gì đâu phải, bán nguyên cặp luôn. Có một con nửa nhãn giống vậy nè, nửa này nửa kia. Sáng xung quanh nó gái sùm hết rồi. Nãy có con trò màu của ai xúc nó cũng bay về mình. Sốt con sốt thì mình bắt được luôn. Chỉ có một con cu vú em không có ai cũng bay để nó đây nè. Sáng ra gặp nó bay đang về về, mình đang sửa lại mấy cái chuồng này. Không này mới bắt nó vô, nó bay lại hoàn toàn đây, nó cũng bay đâu xa. Cua này chưa tắt nó làm, mà biến chưa bắt nó làm, không ra lo làm chuyện. Cái em đó bữa nay nó cộng rồi, em thu luôn. Đang chuẩn bị làm để lòng hạ thổ nó hết xuống hết cặp trầu màu với cặp chìa tay. Rồi bye bye nha, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Bye bye.